mà tôi đẻ bên hông. Có không? Con nuôi hả? Con nuôi hả chị? Chết sao giờ? Con nuôi hả? Cái gì? Hỏi nãy giờ hỏi má, má không biết luôn á. Nãy giờ tao hỏi gì đâu giờ. Chứ không thôi biết đường đâu giới thiệu. Tôi chẳng biết cái gì, ai kêu tôi làm gì tôi làm nấy à. Thì má ơi, cho con hỏi là tiêu chuẩn con dâu của má là sẽ như thế nào? Má nhìn camera giúp con nha. Thì đâu có cái gì đâu mà phải hỏi tới dữ dội vậy. Thì con dâu á, thì mình cũng phải, mình cưới dâu thì mình cũng biết thương dâu. Đấy, mà mình thương con dâu mình á, thì con mình nó thương mình. Vậy thôi, đơn giản là như đó thôi. Còn hãy mà con dâu mà nó xéo sắc quá đó thì mình phải dịu ngọt chút. Chừng nào mà dịu ngọt không được thì mới quýnh bớt bớt rồi nỉ. Vừa hài mà vừa dịu là thấy chưa? Thấy không? Rồi, thì má sẽ ấn tượng với con dâu có cái vẻ bề ngoài như thế nào? Không, giờ con dâu là tùy nó thôi. Thời buổi này là thời buổi của mấy con chứ không phải thời buổi của má. Thứ nhất là bây giờ cứ biểu hỏi phải như thế này, phải như thế này, không được. Tại vì nó đi làm dâu. Mà hồi xưa làm dâu thì khó khăn lắm, phải không? Thành ra giờ bây giờ là nó, người ta nhả ra nhiều lắm rồi, không có phải ấy nặng nề. Thành ra mình chỉ mấy con ráng giữ gìn hạnh phúc, phải không? Thương chồng thì phải lo cho chồng. Ở con thương vợ thì con phải biết lo cho vợ. Vậy thôi chứ giờ mà mình nói đâu có được cái gì nữa. Thời đợi là thời đợi là mới mà. Thấy không? Dạ. Dễ đâu, đâu có gì đâu. Ví dụ như mà con dâu của má không có biết nấu ăn, không biết làm việc nhà thì má có giận hay là có kiểu như mình sẽ ok, mình sẽ hướng dẫn chỉ bảo dần dần. Cái đó là tự nhiên tất nhiên rồi. Cái những người nào làm mẹ cũng, mình đã đi cưới nó là mình đã phải thương nó rồi. Mà khi thương nó thì có cái gì nó không phải thì nhỏ nhẹ nói với con, cái này con nên làm vậy hay gì gì đó, thí dụ. Chứ còn đâu có phải mà như hồi xưa đâu mà bà bới tóc rồi xong rồi nắm đầu ta, đâu có chuyện đó. Bây giờ mới rồi, thầy đỡ mới đó. Thành thử ra là đối với cô thì cô nghĩ như vậy đó. Mà chắc cô cũng nghĩ là 90% của mấy bà già ăn cơm nữa, ăn cầu rồi nhét cái cả này lên đây nè thì nó hơi khó. Bây giờ cái cảnh nó đúng hết rồi. Dạ, dạ. Rồi cho con hỏi là hôm nay má đi tìm dâu thì không biết là tối qua má có chuẩn bị gì không, hay là má có hồi hộp hay như nào? Không, má có biết gì đâu, nó kêu tới nó biểu lên rồi leo lên thôi. Vậy là má bị gài. Bị gài. Không có gài, không gài gì thế kệ, vậy đi làm đi chuyện như đó đi. Chung gì với mình không? Đâu có, bây giờ thời đại mới rồi con. Mới rồi. Ví dụ như là kiểu như thích làm đẹp nè, thích sắm sữa rồi thích nấu ăn hay chẳng hạn, ví dụ thì trường hợp như vậy, thì nếu có cái trường hợp như vậy, hãy mình thấy con mình nó làm đẹp thì ok. Còn nếu nó làm nó hơi rõ lồ hay là gì đó thì mình cũng tìm cách con à, bớt bớt lại con chút xíu con, để người ta nói mình, ta dòm, ta nói vô mình ăn bận lỗ lõa lồ ra gì cái nọ vậy thôi. Chứ còn bây giờ thời đại mới mà đâu có nói người ta được. Nhưng mà con của tôi thì không có đứa nào được, không có đứa nào mà ấy, đứa nào cũng nghe mẹ lời mẹ nó rắc vậy. Má không nghe. Con lát á, nhưng mà có quay hình má chuyên nghiệp mà con không có nhắc nhiều hả, nhưng mà con nhắc sơ thôi. Nhớ cầm cái mic thì lên nói chuyện thế thôi. Dạ. Còn cái này con không có chỉ, nó quá chuyên nghiệp luôn. Nó không dám nói mà dám chửi thôi à. Chửi ai dám chửi. Nhiều khi con quên đó. Con tưởng nó con là bạn của má. À má ơi, thì không biết là trước khi lên sân khấu thì má có lời nào muốn gửi tới con trai của mình không? Trời, con trai của má thì giờ nó già hát rồi. Ông nội ơi, còn gì nữa? Có lời gì muốn cổ vũ không má? Không, má thì giờ má đối với con cái tới đây là nó quá chừng quá đổi rồi.
má không có phải trách nhiệm việc nó đi làm nó kiếm tiền, bây giờ nó phải về nó phụ, với có khi nó đi nó cũng rất là thương mẹ, nó cũng biết là mà, cho mẹ cái gì đó, cái gì đi hết đi làm cái gì đó cho mẹ này cái nọ, cái gì cũng cho mẹ hết á. Đại khái là vậy thì cái đó là hạnh phúc rồi. Chứ giờ mình đòi nữa lấy đâu ra? Con mình nó cũng thuộc loại bình dân chứ đâu phải nó đại gia đâu mà đòi cái này kia nọ. Vậy thôi. Được không, nghe được không? Dạ, được, rất rõ. Tôi nói thiệt tình lắm á. Không có xin chút nào mà kêu là vẽ vời hết á. Không vẽ vời nha. Dạ, không vẽ vời.